Hôm nay chúng tôi lễ thử cho quý vị, đỡ lỡ trong này có một người tu ở nhà một mình nhiều lắm, thì quý vị về quý vị lạy thử coi cái cách này mình thấy cái hương vị nó làm sao, lỡ cái cách này thử mình lấy hương vị như thế nào ha. Rồi thường thì đi kinh hành chúng tôi cũng lấy cái cách mà câu trong máy y như đại chúng mình chút nữa tu á, hoặc ngồi cũng lấy cái cách đó thôi chứ không có cách nào khác. Cách đó nó dưỡng hơi với lại niệm ít có bị tán loạn. Còn nếu mà nó bị tán loạn là mình nhớ số. Đi kinh hành cứ nhớ là trong máy niệm câu là số 1 mình niệm số 2, thử đi. Còn trong máy câu số 3 mình câu số 4, cứ mấy lẻ mình chẳng, mấy lẻ mình chẳng. Đi kinh hành nếu mà nó bị vọng quá đó thì cột vô số. Còn nếu mà nó không vọng mà mình niệm vô số, mình thấy cái tinh thần mình nó hơi mệt, tức là mình để tâm vô số mà mình niệm nó vẫn cứ lộn, thì thôi mình niệm trơn luôn. Chứ không phải nhớ số dễ ngàn. Nhưng mà cái cách lễ Phật này nhớ số rất dễ nhớ số. Nhớ làm sao? Một hơi ba câu, rồi quỳ thấp xuống một câu, đứng lên câu là 5. Rồi một hơi ba câu nữa là 8, quỳ thấp xuống một câu là 9, đứng dậy câu 10. Xong rồi trở lại 1 đến 3. Giờ nhìn này nghe. Cái cách lễ này Tổ Ấn Quang nói là không ra tiếng, chỉ ra hơi đủ nghe thôi. Mà nếu mà mình quỳ thấp xuống mà mình niệm trong tâm được, mà hít vô thì rất là khỏe. Mà trong tâm không rõ ràng thì lúc này cũng phải thầm luôn. Thì cái cách này nó sẽ khỏe hơn, nó dưỡng hơi, nó làm cho mình khỏe hơn là một câu trong máy, một câu mình niệm cái lúc mình lễ Phật. Lúc mệt mình lễ Phật một câu trong máy, nó kè liên tục đúng như cái khoảng cách như vậy, nhiều lúc mình bị mệt. Còn cách này bỏ máy thì nó sẽ kéo dài thời gian thư thả hơn, nhưng mà rất là nhiếp. Thường chúng tôi hay dùng buổi sáng là một mình tu, là tu lễ cái cách này là không máy, lúc đó tắt máy. Nhưng mà nhiều lúc mình máy mà một mình máy hoài, lễ cũng máy, đi cũng máy, ngồi cũng máy, nhiều lúc nó hơi ngán một chút. Nó hơi ngán chứ không phải là đơn giản đâu. Còn nếu mà không ngán thì quý vị cứ dụng cái cách là trong máy một câu, mình câu đi đứng hoặc và lại. Còn nếu mà nó hơi ngán cái cách lại thì đổi qua cách lại này nha. Nghe nè. Lúc mình niệm á thì mình hít hơi vô sâu một chút xíu và mắt của mình mở hí thôi. Đừng có nhìn Tổ Ấn Quang đó là nếu mà mình lễ Phật hoặc mình niệm Phật mà mắt mình mở banh ra cái nhìn trừng trừng lên tượng Phật, cứ mong Phật xuất hiện là cái chừng ma xuất hiện. Chưa đến tình trạng này thì mắt mở 1/3 gọi là hí, gọi là phủ đôi mi. Nhìn nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái cách ba câu này mình niệm hơi nhanh một chút, không chậm, chậm nó hơi mất thời gian, nhanh mà rõ ràng, nghe nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xuống duỗi 10 đầu ngón chân ra, khi mình xuống mình lấy hai tay mình chống cho cái người mình nó nhẹ nhàng. Thì nếu mà người mà cái tâm họ sức định sâu á thì họ niệm trong tâm, họ vừa niệm họ vừa hít vô, họ đưa cái câu Phật hiệu vô trong tâm luôn thì rất là khỏe. Còn nếu mà trong tâm mình niệm nhạt nhòe, mình niệm không rõ thì lúc này thầm thêm câu nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Cái này một câu thôi nha, cái này một câu thôi, cho nên một lạy là đủ 5 câu mà không tính đếm lạy, chỉ nhìn thời gian mình lạy, nhưng mà tính trên cái niệm thôi. Tức là 4 niệm nè, niệm này niệm thứ 4 nè. Nam mô A Di Đà Phật. Còn nếu mà mình không niệm thầm á mà niệm trong tâm là Nam mô A Di Đà Phật, chúng tôi hay ngắt nhịp cho nó rõ, rồi mình hít vô, vừa niệm vừa hít vô luôn. Rồi khi đứng dậy nếu mà mình niệm trong tâm không rõ đó thì mình niệm thầm thêm câu nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ nha, nhớ đứng dậy á, đứng dậy đừng có chồm đến về ngang. Cái cách của Quách Huệ Chân á, của pháp sư Quách Huệ Chân, cái cách đứng dậy của họ nè. Bật người thẳng. Cái cách này khỏe, lạy một tiếng đồng hồ không mệt là cái cách của Quách Huệ Chân, bác sĩ Quách Huệ Chân và pháp sư Đạo Chứng á, họ đứng dậy họ không có chồm như vậy nha. Khi mà mình đứng dậy mà mình chồm tới trước vậy đó, cái hơi thở mình nó bị bí liền, nó mệt. Còn nếu mà mình bật người vậy á thì nó khỏe hơn. Nó khác hơn là chồm người tới nè. Đứng dậy không, vừa không đẹp mà vừa không khỏe. Còn cái đứng dậy vừa đẹp mà vừa khỏe nè.
cái thế này là cái thế mà chúng tôi cảm giác tuyệt. Lại càng nhiều mình mới thấy cái thế này nó khỏe. Khỏe hơn là mình chồm tới. Không có chỏng mông nữa, đứng dậy thẳng như cái hình trụ, rất khỏe. Để chút nữa quý vị lễ Phật, quý vị bật người dậy chứ đừng có chồm tới, quý vị khỏe. Rồi tiếp tục, khi đứng lên là 5 câu đúng không? Rồi tiếp 3 câu nữa nè, là 8 nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi mình lễ một câu, mình trong mấy câu mình lễ lúc mà nó mệt á, thì mình niệm kiểu này nó giãn thời gian một chút, nhưng mà rất là nhiếp. Tiếp 3 câu nữa nè. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái cảm giác mà khi mà quỳ thấp xuống, mắt mình mở hí hí mà hít vô, đưa câu Phật hiệu vô trong rõ ràng, tuyệt, tuyệt lắm, rất tuyệt. Vừa xuống là mình vừa hít vô, mình đưa câu Phật hiệu vô trong tâm luôn nghe. Vừa xuống vừa hít vô, vừa hít vô, mình đưa câu hiệu phân tâm trong tâm mình xuống luôn. Khi lên thì niệm trong tâm thôi, khỏi còn hít nhiều. Khi lên thì không hít được nhiều, khi lên là bình thường thôi. Thì khi mà người mà luyện được cái hơi thở này mà hít sâu á, thì cái hơi thở người ta càng dài thì cái thọ mạng người này càng dài. Hơi thở càng sâu thì thọ mạng người này càng dài. Để ý đi, con nai nó chạy nhanh, thở hì 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 vậy mà nó chết sớm. Con rùa nó đi từ từ vậy mà nó sống vài trăm năm. Cái hơi thở cực kỳ quan trọng, nhớ ha. Rồi như vậy xong hết, được rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, Máy Nghe Pháp Màu Đỏ hoặc Máy Niệm Phật Đeo Cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 74 74 74, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 0561 000 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 1111 747474. Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank. Tên tài khoản: Trần Văn Hơn. Số tài khoản: 0500 1769 0393.
Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock, Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank, Lâm Đồng, France. Bank address: 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Script code: BFTVVNVX056. Account: no 0561 370 747474. Name of account: Trần Văn Hơn. Địa chỉ: Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.